Thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ khán giả Mai Đình Ý, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thì vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 8, một vụ cháy lớn tại núi Bà Hỏa thuộc địa bàn khu vực 4, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã nhanh chóng lây lan sang các khu vực lân cận. Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng lực lượng hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, chính quyền và dân quân địa phương phường Đống Đa nhanh chóng triển khai đội hình nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận được nơi xảy ra vụ cháy, cộng với đồi núi dốc đứng và gió nồm thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội, hướng lên phía tây đỉnh núi. Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Hiện các ngành chức năng của tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn vẫn đang tiếp tục huy động nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy. Con số thiệt hại chưa thể xác định nhưng nhiều khả năng sẽ có hàng chục hecta rừng trồng cây keo, bạch đàn và rừng tự nhiên trên núi sẽ bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn này. Trước đó vào ngày